Hôm nay xuống Florida ghé vườn hoa lan ở tiểu bang Florida, thành phố Homestead, cách thành phố Miami khoảng chừng 1 tiếng rưỡi. Lái xe hôm nay sẽ đi vòng vòng khu này để coi chỗ này bán lan rất là nhiều, và ở đây có mấy cái chòi để ngồi uống cà phê hay là ngồi chiêm ngưỡng mấy cây lan. Chủ vườn ở đây trồng lan rất là nhiều, ở trên cây cũng có lan, và xung quanh khu này đều trang trí bằng những cây lan trồng ở nơi đây. Trước cổng thì có nuôi một chuồng chim, con chim két. Nói gì hả? Vừa qua hướng này coi cái rừng rừng nữa để đi ra sao thử đi. Anh đi không? Đây là trong cái chỗ bán lan này, họ vừa trồng lan vừa bán lan. Mỗi cây lan đều có giá ở trên dán ở trên, và mua thì giá cũng mua rẻ cũng có, mắc cũng có, tùy theo nhu cầu. Một cây có thể từ 20 đồng và cây cao nhất có thể mấy trăm đô. Đó, đó là mấy cây lan họ đang trồng, và mình có thể ra đằng sau đó mua. Ai gì muốn? Quá trời làng luôn, loại gì cũng có. Ở đây có nuôi cát nữa. Chim cát. Cái này là lớn nhất cỡ vòi đà. Chúc ông chủ sẽ cho mình vô coi nhà. Ông sẽ chỉ mình những dòng viền lan. Giờ thì mình đang đi vòng vòng cái khu trồng lan này, mình đi vòng vòng để coi mấy cây lan họ đang bán. Ở trên họ dán những loại lan là loại lan gì, ở dưới có bán mấy cây lan con. Mấy cây này thì nhỏ, đa số là rẻ, khoảng chừng 1-2 đồng, 2 đô la. Còn một cây nào cũng được, mà mấy cây lớn thì họ bán giá khác. Cây nở bông thì đang nở bông thì bán giá mắc hơn, và mấy cây mà nở xong rồi thì giá rẻ hơn chút.
trời của Lan. Đây là mấy cái lan mà họ dán vô những khúc gỗ. Ở đây có bán gỗ để dán lan lên luôn. Dạ, đây là những cái lan dán trên những khúc gỗ. Như là loại lan này là 45 đồng và dòng cái khu này là bán loại lan đó không. Đây là mấy cây lan đều có mỗi giá khác nhau tùy già hoặc bé. Coi cây này nè, dài không? Ở đây thì họ có bán những cái kỳ lan dụng bán giá rẻ để mình về mình bỏ vô chậu của mình hay là bỏ dán vô khúc gỗ riêng của mình. Ở trên mỗi cái khu vực thì họ dán loại lan và dọc theo đó là cùng một loại lan đó và họ có dán giá của mỗi loại lan bao nhiêu. Như mấy cái này là 55 đô, 40 đô, 45 đô, 60 đô. Và mấy loại lan này là treo như vậy, không cao cần bỏ vô mấy cái khúc gỗ. Có cái nhiều loại thì họ có thể treo gỗ nữa, nhưng mà mấy loại này thì họ treo vậy thôi.
Lan ở đây, mỗi cái lan đều có dán cái bảng màu trắng và một cái bảng gọi là giá. Bảng màu trắng ở dưới là cái tên của lan và bảng nhỏ màu trắng là giá tiền của cây lan đó. Trong này thơm ha. Nếu bạn thích video này thì hãy hit subscribe và like. Và cái video kế tiếp thì mình sẽ tham quan nhà của người chủ của cái vườn lan này.